Xin thầy giải thích dùm con hai câu cuối trong bài kệ sám hối. Chữ không trong ba, trong câu ba là số không hay là hư không? Và khi nào mới đạt được tới chân sám hối? Trong cái bài kệ sám hối nó có câu là: tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền không. Tội tiêu tâm tịnh thải điều không, thế mới thật là chân sám hối. Thì cô đây mới hỏi là cái câu thứ ba là tội tiêu tâm tịnh thải điều không đó, thì cái không này là số không hay là hư không? Dạ thưa, cả hai đều không đúng. Cũng không phải là số không, cũng không phải là hư không. Mà chữ không này là gì? Là không thật. Là không thật. Không thật là not real đó. Không, mà ví dụ cái người đó đó, khi họ chưa hiểu đạo, họ làm sai. Cũng cái tâm đó đó, cái tâm mà chưa hiểu đạo thì họ làm sai. Nhưng một ngày nào đó cũng cái tâm nhận biết đó, họ thấy được cái sai của họ, họ sửa sai. Như vậy thì cái tâm tội lỗi đó đó, nó không có mãi mãi là như thế. Chẳng qua là do cái duyên và cái hoàn cảnh đã tạo cho họ thành ra con người lỗi lầm. Nhưng khi họ đã tỉnh ngộ rồi thì chính cái tâm tạo tội này bây giờ nó trở thành ra tâm ăn năn phục thiện. Vậy thì cái không ở đây muốn nói là đừng có bao giờ nghĩ rằng người đó tội là không bao giờ có cơ hội chuyển hóa. Chính vì do cái duyên tạm, cái duyên, cái hoàn cảnh mà người đó phải làm điều đó. Khi hoàn cảnh khá hơn thì người đó đã chuyển hóa rồi. Cho nên cái không này là tất cả các pháp đều không thật. Chẳng qua là mình hiểu lầm thì mình giận tức, hết hiểu lầm rồi thì mình lại xóa bỏ an vui. Vậy thì cái phiền não đó nó không thật, chẳng qua là nó không đúng ý mình, và cái hoàn cảnh nó tạo ra cho mình phải sanh cái lỗi lầm đó thôi. Chứ khi chuyển rồi thì tất cả các pháp đều được thay đổi. Cho nên cái chữ không này cũng không phải là con số không, mà cũng không phải là hư không, mà cái chỗ này là không thật. Phong vào ví dụ như á, một cái người đó họ làm sai. Họ làm sai là tại vì cái hoàn cảnh thôi. Đó, ví dụ bây giờ mà cái người đó họ nghèo quá, họ ăn cắp. Nhưng mà sau đó họ được người ta giúp đỡ, họ có khả năng rồi, họ không còn ăn cắp nữa. Vậy thì cái tâm ăn cắp đó đó, bây giờ thấy để họ không lấy nữa. Vậy thì cái tâm ăn cắp nó đi đâu? Nó không, chẳng qua thời buổi thiếu thốn quá thì họ lại sanh tâm ăn cắp. Nhưng khi họ đầy đủ rồi thì cái tâm ăn cắp không còn. Vì cái tâm ăn cắp đó chẳng qua là do hoàn cảnh vậy thôi, chứ nó không thật. Tội tiêu tâm tịnh. Khi cái tâm mình tịnh á, cái tâm mình ở được cái trạng thái tịnh rồi thì cái vật bất tịnh ở trước mắt mình cũng không dính mắt. Không, mà ví dụ ha, bây giờ mình ăn chay thuần rồi, bây giờ ngồi ăn chung với một người ăn mặn, họ ăn là họ ăn, mình nhìn mình vẫn biết họ đang ăn thịt gà, họ đang ăn thịt vịt gì đó, nhưng mà không có một chút gì gọi là khởi tâm thèm trong đó hết á. Vậy thì cái người ngồi ăn thịt đó có tác động gì mình không? Tâm tịnh thì các pháp anh ngồi trước mặt tôi anh ăn, nhưng mà đối với tôi nó không có gì hết. Tội tiêu tâm tịnh. Tâm tịnh thì cái pháp thèm này nó không có. Cho nên ví dụ cái người mà tâm đã tịnh rồi á, như hồi nãy cái câu mà ngài Mãn Giác nói vậy đó, hay là ngài Mãn Giác nói đó, trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi đó, tôi ngồi đây mọi việc đi qua tôi biết hết rồi, tôi không dính gì hết, tại tôi biết các pháp cứ thế mà đi thôi. Bây giờ mình là cái người không có tâm tham lam, ai để của đó bình thường. Cho nên của có đó đó, nhưng mà tôi có sanh tâm gì để ăn cắp không? Không. Thì tại vì sao? Tâm tịnh thì tội không. Tâm tịnh thì tội không. Tại vì tâm mà tịnh thì cái pháp tội nó trước mắt đây nè, đó dễ dàng ăn cắp quá mà cũng không hề ăn cắp. Thì chỉ cần khi tâm mình tịnh là các tội này
Tội là chẳng qua mình còn tham đắm, còn dục nhiễm. Chứ còn thí dụ như 5 đồng ta để đó, 5 đồng nó có tội gì đâu. Tội là do cái tâm, tâm mình muốn ăn cắp cho nên mình mới lấy 5 đồng. Chứ mình không thể nói trời ơi mày để đây mày kêu gọi tao ăn cắp nghe. Là các pháp nó không có, nó các pháp nó không có gì hết á. Cho nên hoa đó nó không có hề có một cái ý mê ai hết á, mà tự ai mê đó, tự mình mê nó. Cho nên hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Túy bất túy, túy nhân, nhân tự túy. Cái pháp đó nó không hề kêu gọi mình ăn cắp nó, mà khi tâm mình còn muốn ăn cắp nó thì mình sẽ ăn cắp nó. Nhưng khi mà tâm mình tịnh rồi thì cái pháp đó nó trước mặt mình cũng bình thường. Tội tiêu, tâm tịnh tội không. Tâm tịnh là tội không. Mà khi nào mà tâm tịnh tội không đó mới là cái chơn sám hối. Còn cái hình tướng sám hối này là các cái pháp, cái hình tướng thôi. Anh sám hối đến mức nào, đến khi anh tu tập đến khi nào mà anh chuyển cái tâm anh thấy vật mà không động thì tự động tội nó tiêu. Vậy thì cái không mà muốn nói đây nè là không gì? Không thật. 5 đồng có đó, nhưng mà tâm tôi không có sanh tâm, cho nên anh ở đó cũng bằng không. Thịt để đó cũng bằng không. Bây giờ ví dụ như bây giờ người ta, mình là người, mình đã không thèm đồ mặn rồi, mình đã ai bắt mình ăn chay, tự mình nguyện mà, thì không có mắc gì phải lén lút. Ăn thì cứ ăn, không ăn thì không ăn. Thành thử ra bây giờ anh có để trước mặt tôi là một dĩa thịt, tôi cũng không phải dòm ngó gì để bóc miếng ăn thử của nó ra làm sao. Tôi bình thường. Cho tâm tôi tịnh thì các pháp này là không, cũng xin nhé gì tôi hết á. Tội tiêu tâm tịnh thải đều không. Mà chữ không đây là gì? Không dính mắc. Bởi vì tôi đâu có sanh khởi tâm gì nữa đâu mà tôi phải buồn phiền với anh. Ví dụ như người ta chửi mình nghe biết không? Biết. Nhưng tại sao không giận? Tại sao không giận? Tại vì đâu dính dáng như tôi. Ví dụ như người ta chửi cái bà hàng xóm, mình đi ngang bình thường à, cái tiếng chửi vẫn có, chứ tại sao mà mình lại bình thường? Tại vì mình đâu dính mắt gì tới tôi. Thì cũng như thế, đến khi nào mà người ta kêu ngay tên mình mà ta chửi á, mình vẫn bình thường được, đâu dính mắt gì tới tôi. Thì họ nói tôi đâu có phải là như vậy đâu, tôi buồn. Thật sự là các pháp nó có mà tâm mình thì không có. Tâm tịnh là các pháp xung quanh là không. Thì không này là không thật có, chứ không phải là hư không, cũng phải là con số không gì hết. Cô hiểu được chỗ đó không? Chỉ cần như vậy thôi. Anh không cần lại sám hối cũng được nữa. Nhưng mà hễ mà anh bây giờ anh luyện tâm anh đến mức độ là đối cảnh vô tâm, khỏi hội thiền. Nhớ không? Nhớ bài kệ đó không? Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Mà cái báo này là gì? Đó là tuệ giác của mình. Tuệ giác của mình. Ví dụ mình đi ngang của người ta hồi, không phải của mình, không có lấy. Mình lấy lỡ người ta lợi, người ta bắt mình rồi quê chết luôn. Thí dụ vậy đó. Cho nên của để đó tôi bình thường. Tâm tôi tịnh, tâm tôi tịnh thì của anh để bình thường. Cho nên quý vị nhớ, có nhiều vị người ta, ông thầy ông tới, cái cô thiếu nữ mà đẹp đẹp tới ôm ông thầy đó. Ôm ông thầy nói: thầy ơi giờ thầy cảm thấy làm sao? Ông thầy nói: tôi bây giờ là một cái cây ở trên núi đây, núi Dách Lạnh. Cô đừng có hồng, nhưng mà tôi không có cảm giác gì hết đó. Cô ôm tôi nhưng mà tại tâm tôi không có gì với cô hết, cho nên tôi bình thường. Mà nó khổ một cái người mà nắm tay người kia á, hai người không có gì hết á, mà cái người thứ ba nhìn bắt đầu có vấn đề. Trời ơi, có vấn đề nha. Thật ra hai người ta không mà mình là có. Quý vị thấy chưa đó không? Thật ra hai người, tại vì tâm người ta không có nhiễm ô. Tâm người ta không nhiễm ô, cho nên người ta gặp nhau, người ta bắt tay, người ta ôm, người ta chụp hình, không có sao hết á. Mình mà người thứ ba là trào máu ở phía bên ngoài. Thành thử rằng hai người là tỏ, hai người là không, nhưng mà mình thì lại có. Vậy hiểu được chỗ đó không? Thành thử ra cái anh mà cái hai người bắt tay nhau, anh cũng cần sám hối gì hết trơn á. Tại vì sao? Anh có làm gì tội khởi tâm ta mình sám hối. Còn cái anh ngoài là không bắt tay mà phải sám hối à. Tại vì sao? Anh đã phi như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Anh thấy như vậy thì anh chỉ biết vậy thôi. Mà đa số mình thấy vậy xong mình thêm cái ý mình vô. Hai người này có tình tứ. Thật ra cái mình thêm vô là phi như lý. Cái mình thêm vô là phi như lý.
Mà sở dĩ chúng sanh mình mà khổ, mà tạo phiền não cho nhau, thị phi cho nhau là vì mình toàn là phi như lý tác ý. Còn mình như lý tác ý, thấy vậy là biết vậy thôi. Mà đa số mình phải thêm vô một cái. Ví dụ mình ngồi đây nè, mà lỡ một cái mùi gì nó bay lên đây á, ngửi coi mùi gì em, chắc bún mắm mà không phải đâu, chắc mắm kho á, mà không biết gì nữa đó, mà ngồi đây mà phi như lý tác ý. Thầy quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Tội tiêu tâm tịnh thải điều không. Khi mà tâm mình tịnh, các pháp này không dính mắc gì ở mình hết. Cho nên có một vị thiền sư ngày mới nói, kiến sắc kiến danh không? Như thập thượng tài hoa. Ngộ thanh ngộ sắc như thập thượng tài hoa. Kiến lợi kiến danh như là cái gì đó, hoa mà mọc trên trên sắt trên đá vậy đó. Mà thấy được cái âm thanh danh lợi cũng giống như bụi mà rớt vô mắt mình vậy. Tại vì người ta bụi mà rớt vô là phủi ra liền không có gì vậy. Đối với các vị mà người ta ở một cái trạng thái, thôi mình không dám nói là tu cao, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị không thích ăn sầu riêng, người ta có mua sầu riêng mắc tiền cỡ nào đem tới không hề sanh tâm thèm. Tại mình đâu có muốn ăn đâu. Đó là sầu riêng trước mắt mà vẫn như không. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy thì cũng giống như tâm mình vậy đó. Không dính cái đó thì cái đó có trước mặt mình. Cho nên tâm tịnh là các pháp là không. Vậy thì cái không này là gì? Không tác động, không có dính mắt, không dính mắt và không chấp trước. Mà sám muốn chơn sám hối là ngay chỗ đó đó. Còn cái chuyện mà mình lại Phật nè, tác pháp sám hối, lại mấy trăm lại là thủ lễ sám hối. Nhưng mà đến khi nào mình thật tướng sám hối thì các pháp nó đến mà tâm mình không dính mắc. Tôi không có cái ý tội lỗi thì các vị có để gì trước mặt tôi cũng bình thường. Bây giờ mình cái đó không cần thì mình đâu lấy làm chi. Ví dụ như bây giờ á, có ai đó bưng tới chùa cái rổ, nói thầy ơi con bán lượt nhiều quá, thầy có cần xài không, thầy lấy vài cây xài chơi. Quý vị có tặng cả rổ lượt đối với thầy cũng bình thường, vậy lấy lượt làm gì? Thật ra mình cái mình không cần thì chẳng dính mắc gì hết, dù có ai mang tới cả rổ. Cho nên lượt có không? Có. Nhưng mà tâm tôi có cái lượt không? Không, tại tôi đâu cần. Chỗ không là cái chỗ đó. Dạ không. Thưa thầy, cho quý cô cho mỗi câu của cô. Thử hỏi ta sẽ ra sao trong cơn hấp hối bị bệnh tật hành hạ và bị chứa thần của Diêm Vương đến mất đi, thì lúc đó ai là người che chở và bảo vệ cho ta trong cơn hiểm nạn này? Thì cũng muốn thưa thầy, có thể thầy có thể chỉ chúng con. Những cái đây là cũng có một số người già có thể bị hấp hối bất cứ lúc nào, cái đó là bình thường. Cho nên thầy có thể chỉ chúng con biết cái người nào có thể bảo vệ cho chúng con, hay là che chở cho chúng con trong cái cơn hiểm nạn này. Thầy có thể cho chúng con biết. Cảm ơn thầy. Trong khi mình hấp hối á, trong khi mình hấp hối mà ai có thể che chở được cho mình để mình yên tâm nhà hoàng. Thật sự ra thưa đại chúng á, thưa đại chúng là tại sao mà hằng ngày chúng ta phải để sự tu tập của mình vào mỗi ngày? Vì đó chúng ta đang chuẩn bị cho của mình thôi, chúng có hết. Cho nên không phải đợi tới lúc đó mình mới kiếm người đi bảo đảm cho mình. Mà sự tu tập của mình mỗi ngày đó chính là mình đang bảo đảm cho mình mỗi ngày rồi đó. Nếu mình đã biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào thì cũng thế, cũng chúng ta cũng phải tu bất cứ lúc nào. Vì chết bất cứ lúc nào thì ai cứu mình được? Ban hộ niệm đâu mà ngồi đó mà niệm 8 tiếng. Nếu mà đụng xe cái rầm ngoài kia nó văng hàng rào lên kiếm ban hộ niệm, nó niệm 8 tiếng mới khiêng vô bệnh viện à. Thật ra mình có thể chết bất cứ lúc nào, thì dĩ nhiên sự tu cũng có thể bất cứ lúc nào. Thật ra mình đã chuẩn bị cho mình mỗi giây phút rồi, chứ không phải đợi tới lúc hấp hối đó ai mới bảo kê cho mình hết đó. Mình đã tự bảo kê cho mình mỗi ngày bằng sự xả ly tất cả mọi dính mắc,
xả ly tất cả mọi dính mắc là đã bảo kê rồi đó. Tại không dính mắc là không trầm luân khổ đau, còn dính mắc là còn khổ đau, thấy không?